Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ tối và đêm nay trở đi, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có những sự chuyển biến đáng kể. Mưa rào và rông sẽ xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc trước, sau đó sang ngày mai sẽ mở rộng ra khu vực Trung Du. Nhiệt độ trên khu vực cao nhất đạt ở mức là 30 đến 33 độ. Từ chiều tối và đêm mai trở đi thì mưa rào và rông sẽ lan rộng ra toàn Bắc Bộ, cục bộ sẽ có những điểm mưa rông với lượng khá, kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân tại đây cần hết sức đề phòng. Sang ngày mai thì nắng nóng ở trung bộ sẽ giảm đáng kể. Dự báo từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn có nắng, nhưng nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ, chủ yếu tại khu vực phía tây của Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở trung bộ giao động ở mức là 32 đến 35 độ, riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi cao hơn. Sau đó đến chiều tối mai ở trung bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có kèm theo lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 24 giờ tới phổ biến là ít mưa, có trăng cũng chỉ là mưa rào thoáng qua ở một vài nơi. Về lúc chiều tối, Còn ban ngày thì trời có nắng. Ở Tây Nguyên thì nắng nóng, vẫn chỉ xuất hiện cục bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là 32 đến 35 độ có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ nhiệt độ cao hơn đôi chút ở mức là 34 đến 37 độ, có nơi trên mức 37 độ. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Trên biển dự báo từ ngày mai trở đi, gió trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ chuyển dần sang hướng Đông Bắc, nhưng cường độ chủ yếu ở mức là cấp 4, cấp 5. Mưa xảy ra vài nơi ở khu vực Nam Biển Đông. Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là 26 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 31 độ.